Vâng, thi vào 10 cũng được rất nhiều phụ huynh quan tâm và với kỳ thi này tại Hà Nội thì theo kế hoạch ngày mai 31 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Cụ thể, theo kế hoạch ngày 31 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Học sinh tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của ngành. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin công bố để tham khảo. Năm nay là năm thứ hai Hà Nội bỏ quy định cho phép học sinh được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi biết tỷ lệ trọi của từng trường như đã từng áp dụng. Do vậy, học sinh sẽ không được đổi nguyện vọng đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập dù với bất cứ lý do gì.